hành giả minh tuệ bị đe dọa nghiêm trọng. Ngày thứ Năm, 18 tháng 7, trên trang thông tin điện tử Phật giáo và doanh nhân, chịu trách nhiệm nội dung Đại Đức Thích Quảng Tú, trưởng ban biên tập, tiến sĩ Đoàn Thị Hòa, có đăng bài Lời cảnh báo cho hành khất minh tuệ của phương chứng Đặng Phương Ngọc. Tác giả bài viết tự nhận, tôi tuy chỉ là người cảm tình với Đạo Phật, không phải tín đồ chính thức, và bài viết đầy hàn học, suy diễn quy trục cho hành giả minh tuệ, đủ các loại tội lỗi và đe dọa. Ông hoặc bị vắng bóng, hoặc bị thánh hóa mơ hồ, hoặc công bố tử hình và vứt xác giữa Thái Bình Dương. Vân vân, ông chọn kết quả nào? Cuối bài lại đe dọa, ông phải xin lỗi xong rồi, ông hãy dừng lại tất cả sự ngu muội của mình. Có như thế thì mới khỏi bị những kết quả thảm thương mà tôi đã cảnh báo với ông. Tác giả còn quy kết những ai ủng hộ ông Minh Tuệ, kêu ông là sư là thầy đều là vô minh, thiếu hiểu biết, cố tình đánh tráo khái niệm hạ bệ tôn giáo chính thống bị mua chuộc dụ dỗ chống phá khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tay diễn tiến hòa bình quay lưng lại với lợi ích quốc gia tôi cho rằng đây là một bài viết hoàn toàn vi phạm pháp luật tôi không thể hiểu vì sao mấy người phụ trách trang thông tin này lại cố ý cho công bố một bài viết bậy bạ láo xược phạm pháp như thế này nguyên văn bài viết như sau mời mọi người cố gắng nghe để chúng ta cùng lên tiếng bảo vệ cho Thầy Thích Minh Tuệ trước khi quá muộn. Chúng tôi cũng ngưỡng đọc lại bài viết này để làm bằng chứng cho việc giáo hội Phật giáo quốc doanh luôn muốn cố gắng đẩy lùi và dập bắt hiện tượng Thầy Minh Tuệ. Với tư cách là một công dân Việt Nam, thấy ông đã làm căn cước công dân, nên gửi đến ông vài lời với tư cách cùng là công dân nước Việt Nam. Tôi vẫn viết hoa tên ông vì tôi vẫn còn tôn trọng ông là con người trong quan hệ bình đẳng với mọi người. Trước đây, tôi kính nể ông vì khả năng chịu đựng và sức kiên trì mà người thường khó làm được. Và tôi chỉ phục ông mỗi khả năng ấy thôi. Đúng ra, việc ai nấy làm miễn không vi phạm hiến pháp và pháp luật là được. Tuy nhiên, sự vụ liên quan đến ông ngày càng mất kiểm soát, khiến truyền thông trong nước bị biến tướng, nền tảng đạo đức bị trao đảo trầm trọng, nên tôi phải ý kiến với ông. Tôi chỉ kêu ông, vì chính ông từ chối tư cách nhà sư, từ bỏ đạo chính thống của ông. Không thể gọi ông là thầy hay khất sĩ được. Ông cũng không đủ tư cách mang chữ thích, vì theo tôi biết ai có tu hành chính thức, được thụ giới tỷ khiêu, được tập thể tăng trên 10 người, đồng ý mới đường đường chính chính làm thầy, mang chữ thích. Còn ông có đi tu, nhưng nửa chừng bỏ thầy, chưa chính thức làm khất sĩ, ôm nồi cơm đi xin ăn, thì ông chỉ là hành khất. Đó là chưa kể, tội ông sống vi hiến, đốt hết giấy tờ tùy thân, không cần tư cách công dân, việc làm mà chỉ có kẻ chống phá nhà nước mới làm. Mọi chứng cứ đã cụ thể, rõ ràng như trên, vậy thì tất cả những ai kêu ông bằng sư, bằng thầy hay gán họ thích đều hoặc là vô minh thiếu hiểu biết, cố tình đánh cháo khái niệm, hạ bệ tôn giáo chính thống, bị mua chuộc, dụ dỗ, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tay diễn tiến hòa bình quay lưng lại với lợi ích quốc gia. Thưa ông Minh Tuệ, hiện nay hầu như trên khắp diễn đàn truyền thông, Phật giáo là một tôn giáo chính thống, có lịch sử hẳn hoi, được Liên Hiệp Quốc công nhận là tôn giáo của hòa bình thế giới, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam hai ngàm năm nay bị đánh phá công kích gần như mọi phương diện. Tôi tuy chỉ là người cảm tình với Đạo Phật, không phải tín đồ chính thức, nhưng cảm thấy đau nhói. Đau bởi vì văn hóa bị trà đạp, đau bởi vì dân tộc tôi bị biến tướng niềm tin đau bởi vì cái thiện bị lu mờ để cho thói bẩn hèn vô đạo tục tiễu mặc tình huynh hoang giữa dòng đời như trốn không người ông mải lang thang ngoài đường đâu thấy được chuyện đau lòng này giả sử có người báo cho ông biết cũng chưa chắc ông khởi lên một tia xót thương vì trong ông đang mang một sứ mệnh phải chăng đó là hạ bệ đức phật chính quy để ông phật bẩn thỉu lôi thôi, lách thách như ông lên ngôi nhằm phục vụ ý đồ cuồng vọng của ai đó. Tôn chỉ tu hành của ông hầu như không quan tâm đến sự tồn vong của đạo đức. Bởi, ngay cả đến gia đình, ông còn phó mặc. Cha mẹ ông còn gọi họ một cách vô ơn thì làm gì biết quan tâm đến quốc gia, dân tộc. Đến chỗ thiêng liêng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ông còn kéo bầy đàn tới lạm chú, phóng uế, thì làm gì có ý niệm biết nhớ ơn xương máu của tiền nhân quá khứ tôi không đòi hỏi ở ông một tư cách đạo đức được vì ông đã từ chối hoặc cố ý hoặc vô tình nếu vô tình từ chối đạo đức thì chúng tôi không trách ông được vì trong tiểu sử của ông mà ai cũng biết đó là ông từng bị xét đánh trong quan niệm dân gian của truyền thống việt nam những người bị trời đánh thường là những bậc gây tạo nhiều việc tổn hại đồng loại hay tính chất lương thiện hoàn toàn trống rỗng trong hành động và tư duy dẫu là vì ý đồ hành đạo hay là vì lý do ngoại tại ông cứ tỏ ra vẻ vô tội khi xã hội bị méo mó hình ảnh văn hóa thì tôi thưa thật ông là người đầu tiên và nặng nề nhất phải chịu trách nhiệm này vì sau một thời gian được cơ quan chức năng điều hướng tu hành tưởng ông yên thân rồi nhưng nay lại tiếp tục xuống đường tiếp tục tìm những nơi đông người săn đón để xuất hiện để tiếp tục kích bẩn truyền thống tội nghiệp của ông càng ngày càng trồng chất Nhìn bằng kinh nghiệm các thủ đoạn chiến tranh văn hóa trong quá khứ, ông có thấy biết bao nhiêu người như ông đã bị trở thành công cụ dẫn dắt quần chúng, hình tượng hóa trung tâm của trò mị chúng, rồi cuối cùng kết quả là hoặc bị vắng bóng, hoặc bị thánh hóa mơ hồ, hoặc công bố tử hình và vứt xác giữa Thái Bình Dương, vân vân. Ông chọn kết quả nào? Đừng nói là ông hy vọng trở thành một ông Phật thật, như bọn kèn kèn ghép ảnh và ghi chú khuôn mặt méo lệch được chỉnh sửa phóng hào quang thành Nam Mô Bồn Sư Minh Tuệ Phật. Chúng nó đang biến ông thành con chốt, giống như một thằng vua bù nhìn trong các cuộc chiến quyền lực trong phim Kiếm Hiệp. Hình ảnh tuy giả, nhưng giới bình dân vì sợ quả báo trời phạt nên thà tin bừa hơn bỏ sót, nên cứ tạm thời tin ông cho khỏi bị quả báo về sau. Lòng người là vậy. Chứ bản chất, ông chỉ là một hành khất xin ăn qua ngày không hơn không kém. Ông đừng mạo nhận tu hành đầu đà và hành pháp theo Phật Thích Ca vì pháp đầu đà thì chỉ dành cho người đệ tử Phật đúng nghĩa. Ông từ đầu từ chối tư cách tu sĩ, làm cho giống mấy nét khổ hạnh chứ bản chất không phải đầu đà. Bên cạnh đó, đệ tử đức Phật khi thờ đức Thích Ca làm thầy thì không bao giờ dám mạo phạm dù đó chỉ một cử chỉ nhỏ. Ở đây, ông copy gần hết hình ảnh của đức Phật nhưng lại dùng bản copy ấy theo hướng miệt thị, bôi nhỏ bần cùng hóa ngu si hóa mà lại khăng khăng miễn trách nhiệm đối với tư cách tôn giáo rõ ràng là hành vi đạo trích trắng trợn nếu ông nói với tôi rằng ông được người ta đưa lên chứ ông không biết gì cả vậy tôi hỏi ông mỗi lần xuất hiện trước hàng triệu người ông vẫn thấy vẫn cười vẫn trả lời câu hỏi dù khệnh khạng không trúng trật vẫn biết đâu là truyền thông vẫn gọi được youtuber thì không thể nói là không biết gì cả mỗi ngày Ông nhận thức ăn từ người khác, nhận người khác lại ông, luôn mồm kêu a di đà Phật, là những đặc quyền chỉ có thánh tăng, hiền tăng Phật giáo được nhận mà ông vẫn luôn sử dụng, rõ ràng không thể nói là ông bị động được. Nếu ông ở trong rừng sâu, tình cờ họ tìm thấy, tặng cơm và lại ông, may ra tôi tin là bị động, đằng này đông người, có quy mô, có đưa đón, mỗi ngày xuất hiện tỉnh nào, nhân dân cả nước đều biết, tôi ở tận miền Bắc xa xôi cũng biết thì không thể nói ông vô can với những tư duy ông dùng để trả lời truyền thông tuy nghếch ngác khờ khảo nhưng cũng chứng tỏ là ông biết suy nghĩ vậy tôi mong ông hãy suy nghĩ kỹ hơn và nên chọn cho mình hành động đúng đắn đừng tiếp tay thêm cho đám cuồng đồ ngoại bang với hành vi khả ố bằng sự xuất hiện của ông quyết tâm ẩn trốn khỏi thế gian này nếu ông tu hạnh đầu đà thật sự nếu chỉ là ham mê hình ảnh tu sĩ thực hiện theo kiểu riêng của mình vô tình gây nên can qua, vậy thì hãy kịp thời suy nghĩ, lên tiếng xin lỗi nhân dân, xin lỗi đất nước, xin lỗi những đức tin đã bị lệch lạc khi hướng về ông mà quên đi cội nguồn xưa cũ. Xin lỗi xong rồi, ông hãy dừng lại tất cả sự ngu muội của mình. Có như thế thì mới khỏi bị những kết quả thảm thương mà tôi đã cảnh báo về ông. Quý vị nghe xong bài viết này cũng giống như chúng tôi là không thể chấp nhận được cho người viết ra bài này. Cầu mong sao cho thầy Thích Minh Tuệ được bình an và đạt đến giác ngộ. Kính thưa quý vị, nhìn nhận hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ. Hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ đã thu hút sự chú ý của công chúng suốt vài tháng qua và đến hiện tại vẫn tiếp tục gây xôn xao. Sự việc này gợi lên nhiều cảm xúc khác nhau, từ vui mừng, buồn bã, tích cực đến tiêu cực. Tuy nhiên, nó mang lại những bài học quý giá giúp chúng ta cải thiện bản thân và sống tốt hơn trong cả đời sống xã hội lẫn gia đình dưới góc nhìn cá nhân người viết bài này thấy rằng hiện tượng thầy thích minh tuệ đã làm sáng tỏ một số khía cạnh như sau tâm hướng thiện tâm hướng thiện là một đặc điểm cốt lõi trong đời sống tinh thần của người việt hình ảnh hàng trăm hàng ngàn người dân chờ đón thầy minh tuệ với lòng kính trọng và ngưỡng mộ chứng tỏ rằng tâm hướng thiện luôn tồn tại trong mỗi người điều này đã ngăn chặn các hành vi phá hoại và làm suy giảm mọi nỗ lực nhằm làm gián đoạn hành trình tu hành của các bậc chân tù nhiều trang mạng cố gắng bôi nhỏ cũng đã phải gỡ bài trước phản ứng mạnh mẽ từ công chúng tuy nhiên tinh thần hướng thiện này đôi khi chưa được định hướng đúng đắn khiến một số người bị lừa dối bởi các xàm tăng hình ảnh một xàm tăng giảng dạy bằng những câu chuyện thô tục nhưng lại khiến công chúng cười hà hê là một minh chứng đau lòng về nhận thức của người phật tử lan tỏa đến quốc tế hiện tượng thầy thích minh tuệ đã bắt đầu lan rộng ra ngoài biên giới, tạo cơ hội cho thế giới thấy được giá trị chân thực của cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Thầy Minh Tuệ đã phá vỡ quan niệm sai lầm rằng những người tu hành khổ hạnh chỉ lo cho bản thân mà không đóng góp gì cho xã hội. Hình ảnh khắc khổ, đầu trần, chân đất cùng với thái độ khiêm tốn và lời nói chân thành của Thầy đã dạy cho nhiều người về đạo hạnh và giúp công chúng nhận ra sự khác biệt giữa chánh pháp và tà đạo. Sự giảm sút 75.000 người tham dự và cúng dường tại hai chùa Phật Quang và Ba Vàng trong mùa Phật Đản năm nay so với tổng số 125.000 người trong mùa Phật Đản 2023 là minh chứng cho hiệu ứng tích cực từ hiện tượng này. Vạch trần sám tăng Hiện tượng Thầy Thích Minh Tuệ cũng làm lộ rõ bộ mặt của những sám tăng. Nhiều Phật tử giờ đây mới nhận ra rằng những đồng hồ Rolex, điện thoại Vertu hay xe hơi Audi mà các sư sử dụng đều là kết quả của những đồng tiền cúng dường, mồ hôi nước mắt của họ. Họ cảm thấy như bị lừa đảo và sẽ tìm đến những nơi tu hành mang lại sự giác ngộ thực sự, thay vì tiếp tục làm con tin của những kẻ lừa dối. Những sàm tăng, dù có sân hận đến đâu, cũng phải cúi đầu trước sự thật. Họ tìm cách giảm bớt những buổi thuyết giảng kêu gọi cúng dường và những lời tuyên truyền không có trong bất cứ sách vở nào. Tuy nhiên, công chúng cần cảnh giác trước những phản ứng trả đũa từ những kẻ cảm thấy bị mất mát cả vật chất lẫn tinh thần. Sự giám sát của công chúng đối với hành vi của giới sàm tăng ngày càng chặt chẽ, nghe giúp hạn chế các toan tính sử dụng sai mục đích tiền cúng dường. Từ đó, cơ hội thực hiện các công việc công ích cho chùa triển và quảng bá đạo pháp chân chính sẽ nhiều hơn. Phản ứng của công chúng trước hiện tượng thầy thích minh tuệ sự kiện gần đây về việc một nhà sư nổi tiếng bị công chúng chỉ trích vì sở hữu chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng đã tạo nên một sự khác biệt rõ rệt giữa những vị chân tu thật sự và những kẻ lợi dụng danh nghĩa tu hành để sống xa hoa. Hiện tượng Thầy Thích Minh Tuệ là một minh chứng cho thấy sự bất ổn trong tổ chức Phật giáo khi bị chi phối bởi nhiều thế lực trong xã hội. Tổ chức này dường như đã bao che cho những sảm tăng lợi dụng lòng tin của công chúng bằng cách kêu gọi cúng dường để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi dụng tâm hướng thiện. Nhiều người dân bị lừa dối bởi những lời hứa hẹn hão huyền và những bài giảng trái ngược với giáo lý Phật giáo. Trong khi đó, những vị chân tu như thầy Thích Minh Đạo, người nói lời chân thật và thẳng thắn, lại bị kỷ luật chỉ vì một lời nói chưa đủ ý. Cảm giác rằng bài giảng của thầy Minh Đạo nhằm ca ngợi thầy Minh Tuệ đã khiến một số người ghen tị và tìm cách trả đũa thầy. Sự cô đơn của các nhà tu chân chính Sự kiện sự kiện Thầy Minh Đạo bị kỷ luật đã làm lộ rõ nỗi cô đơn của những nhà tu chân chính. Họ không dụ dỗ hay dọa nạt công chúng bằng những bài giảng về cúng dường. Họ tu hành âm thầm và sử dụng những đồng tiền cúng dường khiêm tốn để làm những việc có ích cho đời. Chỉ khi Thầy Minh Đạo bị kỷ luật, công chúng mới biết rằng Thầy đang nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi và người già yếu bệnh tật. Sự âm thầm và lòng tốt của thầy khiến người ta rơi nước mắt và nhận ra rằng còn nhiều thầy minh đạo khác đang làm việc tốt trong sự cô đơn. Họ xứng đáng được công chúng tìm đến và chia sẻ những khó khăn giúp họ có điều kiện tốt hơn để hoàng dương đạo Pháp. Hướng tới sự thay đổi Một số doanh nghiệp làm ăn chân chính đã bắt đầu thay đổi quan điểm, quyết định sử dụng những đồng tiền cúng dường trước đây để giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội như trẻ em mồ côi người già neo đơn và những người tàn tật bị bỏ rơi sau chiến tranh sự lan tỏa những hành động này trong giới doanh nghiệp sẽ có hiệu ứng tích cực góp phần giáo dục thế hệ trẻ về những vấn đề quan trọng của đất nước lan tỏa tầm ảnh hưởng hạnh tu của thầy minh tuệ đã lan tỏa sang các tôn giáo khác được nhiều linh mục công giáo và tu sĩ phật giáo hòa hảo tán dương những nhận định sâu sắc của họ giúp kết nối niềm tin của các tín đồ nhiều tôn giáo khác nhau, tăng cường sự hiểu biết và cảm thông giữa con người, bất kể tôn giáo nào. Hiện tượng thầy thích Minh Tuệ cũng bắt đầu lan tỏa ra ngoài biên giới, cho thế giới thấy được giá trị chân thật của cộng đồng Phật giáo Việt Nam, mê và làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến Phật giáo tại Việt Nam. Đồng thời, nó cũng cho thấy một khía cạnh tích cực trong chính sách tôn giáo của nhà nước Việt Nam đối với lòng tín ngưỡng của công chúng là cơ hội và thách thức cho những người phụ trách về tôn giáo trong bộ máy nhà nước. Đối mặt với sự thật Sự thật vỡ lẽ qua hiện tượng thầy thích minh tuệ. Người ta có quyền so sánh thầy với những tu sĩ gây tai tiếng. Những kẻ như thích chân quang, thuyết giảng nhảm nhí và kêu gọi cúng dường đã làm mờ đi đạo Pháp. Họ đã thoát khỏi sự trừng phạt của giáo hội và pháp luật quá lâu khiến công chúng nghĩ đến sự bất khả xâm phạm của một thế lực bảo vệ họ những nhà sư sử dụng tiền cúng dường để đầu tư vào bất động sản hay sống xa hoa cần bị phanh phui và đưa ra ánh sáng họ không xứng đáng để tu hành và hướng dẫn người khác tu hành họ cần phải hoàn tục để bảo vệ thanh danh cho tổ chức phật giáo của họ hy vọng vào sự thay đổi công chúng mong chờ sự sám hối của những tu sĩ phật giáo trước những xấu xa không thể chối cãi và hy vọng một cuộc thanh lọc triệt để từ bên trong để Phật giáo xứng đáng là tôn giáo của những người Việt Nam có tấm lòng thiện lương, thật thà, không bị lừa dối. Những vị chân tu vẫn lặng lẽ sống và tu hành theo hạnh đầu đà, bất chấp những biến động của giáo hội và những cản trở trên con đường hành đạo. Công chúng luôn mong muốn được sát cánh cùng họ, làm những việc có ích cho đời, thăng hoa đạo Pháp trong sự thành kính và ngưỡng mộ chân thành. Kính thưa quý vị! Có một vị nhà sức quốc doanh đã từng nói ai cho thầy minh tuệ, tự đặt pháp danh cho mình rồi đi ra thuyền bá, không thuộc theo cơ sở nào. Để che lời câu hỏi này, chúng tôi xin có đóng góp ý hiểu biết hạn hẹp rằng không có luật nào cấm người ta tự đặt pháp danh cho mình. Thậm chí, trên cõi mạng, dân chúng còn ưu ái tặng thêm pháp danh cho các vị sư mà họ thích như thích truyền khoản, thích cúng dường, thích hiến kế, sư minh tuệ đã bị nhiều nhà sư và đệ tử của họ chỉ trích hàng loạt sai sót trong pháp tu của ông được họ đem ra kể cổ nhân có câu có thực mới vực được đạo nhiều người cho rằng chữ thực trong câu trên có nghĩa là ăn uống hiểu đơn giản là bao tử có đầy đầu óc người ta mới nghĩ đến những điều thiêng liêng tâm trí mới hướng đến những thứ cao siêu huyền nhiệm chẳng hạn như kiếp sau ở một tầng trời nào đó bởi vậy để vực đạo phật rất nhiều sư thầy đã kêu gọi Phật tử cúng dường tài vật cho họ nhằm hoàng dương đạo pháp, xây dựng những chùa to Phật lớn, thành lập ban truyền thông để gây dựng tiếng tăm, sức ảnh hưởng và tạo động lực cho Phật tử cúng dường. Nhiều sư thầy đã sử dụng một công cụ rất vi diệu là phước đức, một thứ vô hình. Họ bảo rằng càng cúng dường nhiều, nhất là tiền chẵn, cho các sư thầy thì càng tăng trưởng phước đức, con cháu quý vị sẽ vinh hiển đời sau của quý vị sẽ giàu sang sung sướng trong một cộng đồng những vị họ thích ngày nay mà hầu hết đều thích nhận tiền bỗng đâu xuất hiện một ông thích minh tuệ từ chối nhận tiền ông đã gây nên một hiện tượng lạ trên mạng xã hội ông minh tuệ tự nhận mình là người tập học theo phật thích ca ông xem phật thích ca là thầy và cũng xem giới luật là thầy ông không nhận mình là sư hay thầy của ai không nhận đệ tử hay thị giả không chủ động giảng đạo lý cho bất cứ ai vì không thọ y bát từ nhà sư nào ông minh tuệ không mang bộ y bát giống một nhà sư mà ta thường gặp thay vào đó ông đắp một mảnh vải to được chắp vá từ những màu vải vụn mà người ta vứt đi và ôm cái ruột nồi cơm điện ông cứ đi lang thang từ tỉnh này sang tỉnh khác ngủ trong nghĩa địa không nhận tiền của bất cứ ai mà chỉ nhận một lượng đồ chay đủ dùng cho một bữa ăn duy nhất trong ngày Ông đã đi như vậy được 6 năm rồi. Trên mạng có thông tin nói rằng ông từng vào chùa tu nhưng sau một thời gian ngắn thì ông rời chùa vì thấy bản thân không hợp với pháp tu ở đó. Tôi gọi tắt là ông tu không hợp pháp. Trong một xã hội toàn những người lưng gù thì kẻ lưng thẳng mới là người khuyết tật. Trong một xã hội mà ai cũng thích nhận tiền thì kẻ từ chối nhận tiền bị coi là thằng ba trợn ông minh tuệ đã bị nhiều nhà sư và đệ tử của họ chỉ trích hàng loạt sai sót trong pháp tu của ông được họ đem ra kể tôi đã tổng hợp một số điều mà họ cho rằng ông minh tuệ đang tu sai thứ nhất ông minh tuệ không phải là nhà sư nhưng lại nhận đồ cúng dường chính vì sự tu không hợp pháp của ông nên phật giáo việt nam đã lên một bài viết khẳng định ông minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo bản thân ông minh tuệ chưa bao giờ thừa nhận mình nhận đồ cúng dường từ ai ông chỉ đi khất thực ăn xin. Tôi đã xem nhiều clip về ông trên mạng, nhưng chưa thấy ông xin của ai thứ gì mà chỉ thấy người ta tự nguyện mang đồ tới cho ông. Thứ hai, ông Minh Tuệ không phải là nhà sư nhưng lại lấy pháp danh họ Thích. Theo hiểu biết hạn hẹp của tôi, không có luật nào cấm người ta tự đặt pháp danh cho mình. Thậm chí, trên cõi mạng, dân chúng còn ưu ái tặng thêm pháp danh cho các vị sư mà họ thích như thích truyền khoản, thích cúng dường, thích hiến kế thứ ba ông minh tuệ chọn lối tu khoe hình ảnh để nhận được sự tôn kính của mọi người chúng ta gần như không thấy những vị tu sĩ nổi tiếng ở việt nam đi bộ ngoài đường nếu cần ra đường họ thường khiêm tốn ẩn mình trong xe mercedes hoặc audi tôi đoán rằng những vị này đang thực hành lối ẩn tu ngược lại ông minh tuệ dù không phải là nhà sư lại chọn lối tu khoe hình ảnh đầu trần chân đất đi bộ khất thực từ nam ra bắc Ngày xưa, Đức Phật cũng đã chọn lối tu khoe hình ảnh như thế. Trong một clip trên mạng, ông Minh Tuệ từng tâm sự rằng ông đi để những phiền não trong tâm khởi lên, từ đó ông tập tránh niệm. Thứ tư, ông Minh Tuệ vẫn còn tâm phân biệt và không dễ dãi trong việc nhận đồ. Điều này khiến Phật tử phiền lòng. Tôi biết có nhiều vị sư ở Việt Nam đi khất thực theo lối ẩn tu kín đáo, họ chỉ đi trong khuôn viên chùa. Tất nhiên, ban truyền thông của chùa đã thông báo trước thời gian và địa điểm các thầy sẽ đi khất thực lên mạng xã hội để Phật tử biết và đến cúng dường đúng giờ. Những vị sư này không có tâm phân biệt. Họ nhận mọi thứ mà Phật tử cúng. Nếu họ cầm không hết, thì chuyên cho đệ tử đi cùng cầm giúp. Ngược lại, ông Minh Tuệ không nhận tiền mà chỉ nhận một lượng đồ chay đủ dùng cho một bữa ăn duy nhất trong ngày. Chính vì việc này, ông Minh Tuệ bị một số người chỉ trích là đã tu theo Phật nhưng còn giữ cái tâm phân biệt. Không những thế, có những người mang đồ chay đến cho ông mà ông không nhận. Năn nỉ mấy ông cũng không nhận, vì hôm đó ông đã thọ thực rồi. Theo quan điểm chủ quan của tôi, những ai năn nỉ ông nhận thêm đồ chính là đang dùng cái tâm tham phước đức của mình để phá cái hạnh tu của ông. Thứ năm, ông Minh Tuệ tổn phước vì khiến người ta cãi nhau về pháp tu của ông. Có một sư thầy cho rằng tu mà khiến người ta cãi nhau là mình tổn phước phật nói có tám vạn bốn ngàn pháp tu tôi không rõ trong đó có pháp nào tu theo miệng đời hay không chỉ biết rằng điều ngu ngốc nhất là cố làm vừa lòng tất cả mọi người tu là sửa mình để bớt tham sân si nhưng nhiều vị sư hiện nay lại sửa mình cho khớp với cái tham sân si của thiên hạ để dĩ hòa vi quý để vuốt ve cái tâm tham và tâm si của phật tử nhằm khuyến khích họ mang tài vật tới cúng chùa thật nhiều tôi không nói họ tu sai hay tu hú mà là tu giữ chưa Thứ sáu, ông Minh Tuệ tu ích kỷ, chỉ tu cho mình. Ông Minh Tuệ xưng con với tất cả mọi người. Ông không nhận mình là sư hay thầy của ai, nên ông không có trách nhiệm hoàng dương đạo Pháp. Theo hiểu biết thiền cận của tôi, khi Đức Phật chưa giác ngộ, Ngài không hoàng Pháp cho ai cả. Làm sao Phật có thể dạy cho người khác về từ bi, hỷ, xả, vô ngã, vị tha nếu tâm Ngài chưa đạt đến trạng thái đó? Ngày nay, có rất nhiều sư thầy đã dạy cho người khác làm điều đó, liệu họ có thực hành thứ đạo lý mà họ giảng hay không thì mọi người có thể tự quan sát và rút ra câu trả lời. Nhưng tôi tin rằng người ta không thể cho thứ mà họ không có. Thứ bảy, ông Minh Tuệ tu ép xác, nghĩa là đi sai con đường trung đạo của Phật. Có người hỏi ông Minh Tuệ rằng, sao thầy có thể ngồi được lâu như vậy? Ý hỏi rằng, sao ông có thể thực hiện được hạnh ngủ ngồi suốt cả đêm? Ông đáp rằng, người đã xả đi nhiều phiền não thì mới ngồi được lâu. Còn người nào trong lòng vẫn còn nhiều phiền não mà cố ngồi thì sẽ thành ép xác. Trong chuyến hành trình của ông Minh Tuệ, có một số vị sư đã tháp tùng cùng ông nhưng họ không theo được tới cùng. Trong một clip trên mạng, tôi thấy có một vị sư trẻ đi chân đất cùng ông được một ngày thì chân đã phồng rộp, không theo được nữa. Riêng ông Minh Tuệ thì không tu ép xác mà chọn khổ hạnh làm niềm vui cho mình. Tôi chưa thấy ai đi bộ hàng vạn cây số trên đôi chân phòng rộp mà vẫn có thể nở nụ cười an nhiên như ông Minh Tuệ. Ông Tuệ không ép mình phải thức dậy từ 4 giờ sáng, không ép mình phải đi một ngày mấy chục cây số. Khi cơ thể của ông cần nghỉ ngơi, ông nghỉ ngơi, khi cơ thể của ông cần ăn, ông xin ăn. Pháp tu của ông chỉ đơn giản là để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Lời kết, trong khi ngày nay nhiều sư thầy, sư cô đang thực hành lối tu thích nhận tiền thích nổi tiếng, thích giảng đạo lý, thì lại có một ông minh tuệ, tu không hợp pháp, đã khiến cho nhiều người, kể cả người tu và không tu, phải bàn tán. Ông Minh Tuệ không tu theo kiểu miệng người đời mà tu theo lời dạy của Đức Phật. Kính thưa quý vị, một công dân Việt Nam không phạm pháp, phát nguyện tu tập theo giáo lý của Đức Phật, tu học 13 hạnh đầu đà, đã đi hàng nghìn cây số từ Bắc Chí Nam. Trên con đường dài đó, Thầy xin ăn mỗi ngày một bữa để nuôi thân và tu học. Không nhận tiền, quần áo chỉ nhặt từ ven đường rồi xử lý thành y phấn tạo. Đi dòng dã 4 năm trời không mấy ai biết đến. Nhưng rồi một ngày được nhiều người biết đến và tìm đến để đành lễ. Tăng đoàn theo đó cũng có hơn 70 người bước theo, mặc cho thầy không hề kêu gọi một ai đi theo. Trong sự hoan hỷ của đại chúng, có người đã tán thán và tìm đến để đảnh lễ trong đám đông tự phát ấy làm sao có thể đòi hỏi họ có ý thức tổ chức chuyên nghiệp như mọi người mong đợi sự sùng kính là điều không thể tránh khỏi kèm theo những lời tán thán thì cũng không ít những lời nhạo báng chỉ trích thậm tệ đối với thầy minh tuệ mới đây sư thích mật hạnh thầy cũ của sư minh tuệ đã bất ngờ lên tiếng tố cáo thầy minh tuệ là kẻ vô ơn phản bội khi bỏ chùa ra đi chống phá đạo phật có lẽ chúng ta đã không còn xa lạ với việc tung tin bịa đặt về sư, thậm chí gọi sư là thằng ba trợn đầu trần chân đất. Thế nhưng, lần này lại chính là thầy cố của sư lên tiếng. Liệu còn điều gì uẩn khúc? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Mới đây bất ngờ xuất hiện đoạn clip chủ trì thiết mật hạnh kể về việc tu học của sư Minh Tuệ tại tu viện Trơn Như, khiến dư luận dậy sóng. Ông này nói, ông Minh Tuệ từng tu tại tu viện Trơn Như 6 tháng, ở đây ông sống không làm chủ được cái ăn cái ngủ độc cư của mình cho nên ông mới nói một câu là cái ăn ngủ độc cư của trưởng lão không phù hợp sao ông lại nói đủ thứ liên thiên như thế này kia rồi ông đi đây đi đó ông mượn y áo của phật rồi làm giống y như phật đi từ làng trên xóm dưới ông vừa đi vừa có cơm ngon vừa có người kính phục coi là phật sống vậy mà tới cái ngủ cái độc cư chịu còn không nổi ông này quả thật rất là khôn đây là loại bịa đặt đa của thời Đức Phật. Khi mà trưởng lão dựng trở lại tranh pháp tu chính đạo, thì cái ông này phá tranh pháp của Đức Phật suốt hai ngàn mấy trăm năm. Trưởng lão tu đắc chứng đạo, vậy mà ông phá hết. Cái bát của người ta là phải giống cái bát có cái nắp thì nó mới đúng. Vậy mà cái bát của ông lại là cái nồi cơm điện, là thấy nó quá sai rồi. Kể đến nữa là một cái điều ác nhất, là ông là người vong ơn bội nghĩa. Dù gì đi nữa, lúc 2016, 17 nơi đây của trưởng lão thành lập nơi tu hành. Ông từng học đọc nghe Pháp ở đây. Sáu tháng ở đây, vậy mà ông lại đi ra ngoài. Vong ơn bội nghĩa, ôm bát nói, nói trưởng lão không chứng hay không chứng cũng không mang. Rồi ông nói, trưởng lão là thế này, thế kia, Pháp này không phù hợp, nó liên thiên lắm. Sau những phát ngôn này, dư luận đã để lại vô số ý kiến trái chiều. Đồng thời, hàng loạt những bê bối chấn động của người được xem là thầy cũ của sư Minh Tuệ cũng được đưa ra ánh sáng. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm thấy những thông tin của ông. Được biết, chính tay ông này đã đập vỡ ba bức tượng Phật, phá tượng Phật a di đà và tượng Quang Âm Bồ-Tát. Thích Mật Hạnh, trụ trì tu viện Trơn Như, người quản lý và là người đồng tu với sư Minh Tuệ trước đây tại tu viện này, là đệ tử truyền nhân của Hòa Thượng Thích Thông Lạc. Ông Mật Hạnh cho rằng Sư Minh Tuệ tu theo tà pháp của ngoại đạo, phá hoại Phật Pháp Thích Ca. Chưa như là ngôi chùa tư nhân do Sư Thích Thông Lạc và gia đình tự lập ra trên đất của gia đình, vậy nên không thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những người ở đây cũng tự tu ngoài giáo hội, khá giống chùa tịnh thất bồng lai. Thích Thông Lạc tự nhận chứng A-La-Hán, có lẽ vì thế mà Sư Minh Tuệ đã đến. Thế nhưng, gần 6 tháng ở đây, thầy đã nhận ra điều bất thường. Tổ chức trơn như của thông lạc, rất cực đoan, tôn chỉ là chỉ phỉ báng đại thừa, chê bai tiểu thừa, báng bổ chư Phật Bồ Tát và Thánh Hiền, báng bổ Phật A-di-đà, đốt kinh sách và đập tượng Phật. Vâng thưa quý vị, nếu theo dõi hành trình của thầy Minh Tuệ, chắc hẳn chúng ta sẽ thấy một điều rằng sư Minh Tuệ chưa bao giờ nói xấu sư phụ mình, cũng chưa bao giờ nói xấu các bạn đồng tu. Hành trình của thầy khổ hạnh, đầu trần chân đất, ngủ nghĩa địa nhà hoang ngày ăn một bữa vậy mà lại bị bám sàm tăng ghen tức bịa đặt phỉ báng mặc dù biết thầy không để tâm thế nhưng chúng con thương thầy quá kính phục đức hạnh của thầy biết bao không thể nghe nổi những lời phỉ báng của đám sàm tăng đang ngày ngày lên mạng công kích hành tu của thầy trời cao sẽ có mắt gieo nhân thì ắt sẽ gặt quả chúng ta chỉ cần nhìn những ngôi chùa khang trang trị giá hàng nghìn tỷ tất cả đều đã được đưa ra ánh sáng với bộ mặt của đám giảm tăng đang lừa dối hàng triệu Phật tử. Nào là thỉnh cúm dưỡng, nào là thỉnh vong giải nghiệp, tất cả đều trái với giáo Pháp. Ban đầu, chỉ có mình thầy âm thầm tu tập. Đã 6 năm, thầy đã từng bị chửi, bị đánh, bị đuổi. Thầy một mình đi khất thực đã bốn lần ra Bắc và Nam mà không ai biết, không ai quan tâm. Thầy hiền lành, ăn nói thì mộc mạc, thái độ thì lúng túng, chất phác. Ai cũng dưng con, ai cho tiền cũng hết sức từ chối. Thầy chỉ xin một bữa cơm chay buổi sáng, dù đó là bún thừa, cơm ngồi rắn như đá. Mỗi ngày, thầy chỉ ăn một bữa. Đã ăn rồi là thôi, ai cho thức ăn cũng không nhận nữa. Đã sáu năm rồi, không ai biết tới thầy, một tu sĩ khất thực nhỏ mọn, có vẻ điên khùng, ngây ngô. Thầy cứ đi trên con đường tu tập vạn dặm của mình, mặc gió, mặc mưa, mặc người đời. Mùa mưa, thầy ở trên núi Sản Nha Trang. Mùa nắng thì thầy đi 30 đến 40 cây số, đầu trần chân đất áo chắp vá từ những mảnh vải nhặt ở bãi rác, tối ngủ ở gốc cây ở nghĩa địa. Thầy đã tu được hạnh ngủ ngồi kiết giả, thực ra là thiền định, mặc kệ gió, mặc kệ mưa, mặc kệ ma quỷ, côn trùng, rắn rết vây quanh. Thật ra, thầy đã đi từ Nam ra Bắc được ba lần rồi. Lần này là lần thứ tư, là lúc mọi người bắt đầu tìm hiểu về thầy, lúc thầy đang trên đường tới Hà Giang. Từ thầy toát ra vẻ mộc mạc, đơn thuần, dù ai biết đến hay không biết đến, dù ai làm gì, thầy cũng mặc, thầy giản dị thân thiện hỏi gì cũng nói biết thì nói không biết thì bảo không biết khi công an hỏi giấy tờ căn cước thì thầy không có nhưng thầy lại nói con đã từ bỏ thế gian rồi còn cái thân sắc này thôi muốn bắt muốn giết gì cũng được cho con sống thì còn lại tu tiếp nếu con chết giả dụ ô tô đụng chết thì cũng không oán hận người ta vứt xác cho cá giết hay chôn lấp đâu đó cũng được con không oán trách gì còn bây giờ không có gì mà nhờ mọi người bảo hộ quyền lợi, nghĩa vụ gì đó, cũng không có tài sản gì phải bảo hiểm. Thầy vẫn cứ đơn thuần, chất phác như vậy trên con đường tu hành vạn dặm, lúc nào cũng tươi cười, hoan hỷ, chúc phúc cho mọi người. Mạng xã hội đã phát hiện ra thầy, phát hiện ra hành tung và đạo hạnh không tầm thường của thầy, và cả xã hội Phật tử, giới tu sĩ đã chú ý tới thầy. Thôi thì khen chê đủ cả, nhưng không ai có thể bắt bẻ được thầy vì ngay từ đầu, thầy đã nói, con không phải là sư, là thầy gì cả. Con chỉ là một công dân Việt Nam đang trên con đường học tập theo giới hạn của Phật Sakyamuni và đi theo con đường của Phật. Con không có học trò, cũng không thuyết pháp, vì bản thân con học chưa xong. Chỉ khi nào con thành tựu tránh đẳng tránh giác thì lúc đó con mới dám hóa độ cho mọi người. Con không mời ai đi theo con mà cũng không xua đuổi ai cả. Ai đi cùng là việc của họ, mà không đi tiếp cũng là việc của họ. Hành hình diệt ngã, xả ly như thầy, xưa nay chưa từng có. Thầy Minh Tuệ cũng từng chia sẻ rằng, con người có mặt ở trần gian là để trả nghiệp. Dù anh có là quan to quyền cao chức trọng hay người bần hàn cơ cực thì đều quanh quẩn trong chữ khổ. Người giàu khổ vì lo giữ tiền, lo mất chức, mất địa vị. Người nghèo thì lo cuộc sống mưu sinh quá vất vả, gian nan, lo từng bữa cơm hàng ngày, lo cho con ăn học. Nói chung, nếu kể ra thì vô vàn cái khổ cái để lo người ở kiếp này có cuộc sống sung túc hơn người kia là do kiếp trước làm được nhiều phước đức còn người bị khuyết tật thân thể hay bệnh tật ốm đau thường xuyên là do cái nghiệp họ đã gieo trong tiền kiếp dù anh giàu hay nghèo thì cũng không tránh được tai nạn ốm đau già nua bệnh tật chết mỗi người tới thế gian này mang theo những nghiệp quả của mình đã gieo và để trả nghiệp quả đó nếu ai đó biết tu tập sẽ có chuyển hóa nghiệp duyên. Tạo ra nhiều phước đức thì kiếp này hạnh phúc, kiếp sau được lên cõi cao hơn như cõi trời, hưởng hạnh phúc. Còn muốn về cõi của Phật thì đòi hỏi phải buông bỏ nhiều thứ, tập trung tu tập giống như Thầy Minh Tuệ. Tiếp theo mời quý vị nghe bài Minh Tuệ Ngữ Lục do nữ thi sĩ Phạm Hiền Mây biên soạn. Một nỗi khổ là bất di bất dịch, chết bệnh, khổ, làm ăn thất bại, khổ, yêu đương không thành, khổ, ở đời là có sự khổ có thành đạt có hạnh phúc nhưng vẫn không chống được sự già sự chết khổ không ai thoát khỏi ngay cả khi không bị bệnh thì đến già vẫn phải chết đấy là sự hiển nhiên sống bất tử là không có ngay cả già cũng khổ già không làm được gì nữa nằm liệt chờ con cái cho ăn uống là khổ hai cuộc vui ngắn ngủi không lâu bền vui hôm nay mai lại chia ly vô thường là khổ là lo sợ gặp kẻ thù lo sợ bị đánh đập bị chém giết bị cướp bóc lo họ hại mình lo sợ phải chết là khổ Cầu xin không thành là khổ. Ước muốn, muốn tu thành quả, muốn phát tải, muốn chức to, muốn trở thành người nổi tiếng, hễ không được như ý là khổ. Tất cả đều do tham sân si gây ra cả. Bốn, cái không thuộc về mình là vô ngã. Nếu nói, thân này là của tôi, thì hãy thử bảo nó, đừng già nữa, đừng chết nữa, xem nó có nghe không. Nó vẫn già, vẫn chết, nó không theo ý mình, thì đó là vô ngã. Năm, ngã là do nguồn gốc từ vô minh mà sinh ra. Bản chất của vô minh là tham sân si. 6. Ai muốn gọi là cà sa cũng đúng. Ai muốn gọi là áo cũng không sai. Ai muốn gọi là y thì cũng được. Nhưng theo con thì đây là tấm vải, quấn để che thân. Tu hành mà giữ pháp, giữ giới luật nghiêm chỉnh. Có giới định thì họ mặc cái gì cũng thành cà sa hết. A-la-hán, à mặc cái gì lên người cũng là cà sa. Như một người phàm phu ở đời, cho họ tấm cà sa, họ mặc lên thì cũng không thể gọi đấy là cà sa. Giới, định, tuệ phải viên mãn như lời Phật dạy thì tấm y mặc lên đó mới được gọi là cà sa. Không phải ai mặc y vào cũng đều được gọi là cà sa. Cà sa là bản chất, thực chất, cái lõi. Trong kinh Phật dạy như lõi cây, mặc áo nhưng không có cốt lõi bên trong, lõi ở đây là đào hạnh, thì áo ấy không phải là cà sa. 7. Mưa nắng, đói khát, mũi mỏng, chân đau, gặp người tốt, người xấu, nghe người khen, người chê, cả người đồng ý và người không đồng ý. Nhiều thứ cộng lại, dồn nén nhưng gắng vượt qua. Khi vượt được, cảm thấy vui. Tam, đi để khắc phục tham, khắc phục gian khổ. Đi để ước nguyện, mong cho mọi người đều được hạnh phúc, vui vẻ, và mình cũng hạnh phúc, vui vẻ. Đi để phát nguyện trở thành vô thượng, tránh đẳng, tránh giác. Đi để phát nguyện quả bồ đề. Chính phát nguyện đó là động lực để tu hành. Muốn thành tựu thì phải phát nguyện vượt qua khó khăn, chớ cứ ở trong nhà, sao thành được. Chẳng hạn, một cầu thủ muốn đá banh giỏi mà lại không chịu ra sân tập luyện, cứ ở trong nhà chơi game, hưởng mát thì sao giỏi được. Phải chăm chỉ tập luyện, phải nỗ lực, phải phát bồ đề tâm. Còn tu hành là còn phấn đấu. Siêng năng, Zenith ngồi sẽ thành tựu. 9. Nhiều người cho rằng mục đích con cho quay phim rồi đăng tải lên mạng là vì danh lợi, vì muốn quảng bá hình ảnh, chớ không phải tu hành. Không phải. Nhưng họ nghĩ như thế thì con cũng kể. Con không quan tâm. Họ nghĩ tốt cho con cũng được mà họ nghĩ xấu cũng được. Khi họ nghĩ con tốt, con cũng không lấy làm ưa thích. Khi họ nghĩ con xấu, con cũng không lấy làm ghét bỏ. Họ cứ nói tự nhiên, nói thế nào cũng được. Chủ yếu là giữ tâm, giữ cho tâm đừng buồn khổ vì những lời khen chê, yêu ghét đấy. Giữ tâm đừng tham, sân si. Tập làm sao cho họ nói hay, mình cũng thế, họ nói dở, mình cũng vẫn thế. Nói thế nào thì cũng vẫn bình thường, không vì thế mà dao động. Dao động nổi sân lên thì khổ sẽ xuất hiện. 10. Đến cõi ta bà này mà chạy theo tham dục để tham dục chi phối, nghiệp ấy sẽ phải đi luân hồi. Có nhiều người tu thành Phật được, nhưng cũng có nhiều người phải theo nghiệp, sống đời sống con người, đến khi chết, hoặc đọa ngạ quỷ, súc sanh, hoặc được sinh lên thiên giới, các cõi trời, hoặc được giải thoát niết bàn. Các cảnh giới đi về là theo nghiệp lực của từng người, do duyên của từng người. 11. Nếu mà chúng sanh thiện thì nó sẽ sanh cây ngon, cây ngọt, không có cây gai, không có cỏ, không có mũi mỏng rắn rết, do tâm con người ác nên mới sanh ra cây gai, rồi cỏ rắn rết, sự độc ác cũng trở nên nhiều hơn để nó đối lại. 12. Hỏi cái gì mà con biết thì con suy nghĩ, rồi con trả lời, con nói trong khả năng của mình, chớ con không thuyết pháp. Con đi để tập học, tập tu hành, khất thực. Con không nghĩ con là thầy, con cũng không phải là sư. 13 không có duyên trả lời thì sẽ không có ai hỏi con. Mọi người thường hỏi con, đi từ đâu tới, đi tới những đâu rồi, đi có mệt không, có khát nước không, rồi họ xin chụp cái hình, chụp cái ảnh. Nói chung là tùy duyên, con không đi vì mục đích quay phim. Cách đây 6 năm con đã đi rồi, đây là lần thứ tư con đi. Con đi không để nổi tiếng. 14. Khi nào con tu thành vô thượng, tránh đẳng, tránh giác rồi con mới thuyết pháp được. Bây giờ thì chưa, con đang tập học chưa thuyết pháp được. 15. Con muốn đi để thực hành lời Phật dạy, tự sống nơi rừng núi, đi theo hạnh đầu đà, tập học. Đời sống trong chùa không duyên với con nên con bỏ. Giờ thì con không có nhà, không có chùa, cũng không phải là sư hay thầy. Con chỉ là một công dân đi tập học theo lời Phật dạy. Con không thuộc giáo hội, con cũng không thuộc chùa chiền. Y con đang mặc trên người đây cũng không xâm phạm giáo hội. 16. Một người tu giỏi có căn cơ nhiều kiếp, thì tu tại gia, tu ở chùa hay tu ở chợ, họ cũng đều xuất sắc hết. 17. Niệm a di đà là niệm một vị Phật, có đầy đủ giới định tuệ, là bậc tránh đẳng giác, có đầy đủ công đức, đầy đủ viên giác, đầy đủ sự giải thoát. 18. Bình thường như bây giờ là con vẫn còn đang bộ hành, anh mời con vào đây. Con nghĩ, anh cũng như cha, như anh con vậy. Và lúc ấy, trời cũng sụp tối, ghé vào đây cũng là chuyện hợp lý. Tất cả là duyên. 19. Ở đời, những người đem lại lợi ích cho mình, khen mình, thì mình đem tâm thích thú. Những người làm trái ý mình, chê mình, thì mình ghét bỏ. Như vậy là không được. Mình tập sao cho, người đem lại lợi lộc cho mình, mình thấy cũng bình thường. Người hận thù mình, mình cũng xem bình thường. Khi nào mà xem kẻ thù cũng như cha mẹ mình, thì cái tâm lúc ấy mới không còn phân biệt nữa, bình đẳng và trải rộng hết tất cả. 20. Nếu còn phân biệt, thì tâm vẫn chưa trải rộng. Con thưa mọi người là con vẫn cố gắng học tập để đạt được tâm từ bi, chớ không là vẫn khổ. 21. Chỉ những người ly tham, từ bỏ tham sân si, dục lạc, hiểu biết lời Phật dạy mới giải thoát. Mọi phấn đấu đều hướng đến con đường ấy không sanh, không già, không chết. Còn loài người chúng ta đây, sanh ra, chắc chắn sẽ chết. Mà chết thì sợ hãi, đau khổ, vật vã. Chính con đây cũng sợ chết, nên con mới lo tu hành để khỏi phải chết, phải đau nữa. 22. Con từng bị xét đánh chết. Con từng thấy sự chết. Đó là một không gian trống rỗng, không có ai với mình cả. Mình nhìn thấy mọi người nhưng mọi người lại không thấy mình. Con lúc đó lơ lửng, lang thang, biết mình chưa chết, chưa tái sanh nhưng cũng không biết đường đi, lối lại. Nó không giống với câu mà người đời thường nói, chết là hết. Chết không là hết. Khi chết, nghiệp dẫn mình đi. 23. Ai ở trong đời bố thí, giữ năm giới, thì đời sau sẽ được tái sanh lại làm người hoặc lên cảnh thiện thú. Còn trong đời không làm gì, thì việc đọa địa ngục là chắc chắn. Tương lai của mình là như thế, không chạy đâu được. 24. Đạt được ly dục, ly ác, bất thiện thì chắc chắn không còn khổ nữa. Lúc ấy, tràn ngập một trạng thái hỷ lạc. Lạc này hơn lạc thế gian rất là nhiều. Lạc ấy là lạc bậc thánh. Nên học để biết, để được an trú tốt đẹp hơn. 25. Người đó Cảnh đó có thể đã từng là đời trước, nhiều đời trước của mình, mình đã từng quen, từng thân, từng có thể là cha mẹ, vợ chồng, con cái lưu lại trong tâm thức nên bây giờ mới thấy thân thiện, thân quen. Tất cả đều do nhân duyên đời trước từng hội họp, trải qua ái biệt ly, chia ly và bây giờ tái sanh lại. Từ những cảm thấy như vậy, mình mới nhận ra có đời trước, có đời sau, có tái sanh. Nếu không từng có gì với nhau sẽ không xảy ra những giao cảm ấy. 26 con tin, mọi thứ đều hiện hữu, do mình tu chưa tới, do tâm mình bất tịnh mình mới không nhìn thấy thôi. Thấy được, chỉ có thần lực. Biết có, thì mới biết sợ, mới biết lo tu hành. 27. Vào đọa lạc rồi thì sẽ khổ vô biên. Giống như trò chơi của ma vương, bạn dục lạc, thì bạn phải chấp nhận sau này rơi vào cảnh đấy. Bạn chém giết súc sinh, thì sau này bạn cũng phải làm thân cho người khác chém giết. Chấp nhận như thế thì vào, cùng chơi luân hồi mà, nhân quả sẽ như vậy thôi. Mình bắt cá, con cá nó không chống được mình thì rồi sẽ đến lúc mình bị đẩy vào hoàn cảnh đó để trả nghiệp lại cho họ. 28. Trồng cây xoài thì tương lai cây sẽ ra trái xoài. Trồng chuối sẽ ra quả chuối. Muốn trồng để lấy lõi cây thì không thể trồng xoài, trồng chuối. Như con bây giờ cầu giải thoát thì con phải đi theo con đường Phật dạy, tứ diệu đế, bát chánh đạo con đường đó mới xanh được lõi cây gieo nhân duyên vào đó mới thành. 29. Nhân nào quả nấy, gieo gì gặt nấy. Con không gieo tu hành thì không ra quả tu hành. Ví dụ như con bây giờ sống được đời khổ hạnh như thế này cho đến hết đời, chưa giải thoát, thì đến đời sau, con sanh ra, duyên con đã gieo vẫn tồn tại, không bao giờ mất trong tiềm thức. Khi con nghĩ đến tu hành, con sẽ có thể nhớ được ra, từ nhiều đời trước, con đã từng ngồi trong hang đá mà tu hành rồi. Nó thuộc về Ba La Mật. Con tu như thế này đã từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, thuần thục rồi, khổ hạnh, ăn ngày một bữa, giới luật tròn đầy, không chỉ một lần mà đã nhiều lần, không chỉ một đời mà đã nhiều đời nhiều kiếp. Đến khi việc tu đầy đủ công năng sẽ thành giải thoát. Ba la mật đã được khuôn tập, kham nhẫn, bố thí đã được tích lũy, gieo duyên, việc tu hành từ các đời trước sẽ không mất, không quên. 30. Tu hành như thế này, không phải ai muốn cũng được đâu cần phải có nỗ lực, cần phải chịu được khổ, mũi mỏng rồi rắn rết, cả chuyện người ta kiếm chuyện, gây khó khăn. Khất thực, có khi không ai cho, hoặc cho ít, hoặc họ khào mình, hoặc ma tới cho mình những thứ mình không ưa thích. Có nhiều người không kham nhẫn được, không thắng được nghiệp lực, đành giang dở đường tu. 31. Tu hành thì có nhiều con đường, không nhất thiết là ở chùa, không nhất thiết là ở rừng núi, tùy theo hạnh nguyện của người tù. 32 không sát sanh, không trộm cắp, không tham dục, không nói lão, đó là chú thuật. Đức Thế Tôn nói, những chú thuật ấy giúp ích người tu hành, bảo vệ người tu hành, đem lại giới luật của bậc thánh viên mãn, thiền định, trí tuệ. Con thường tụng, trì chú, tán thán chú thuật ấy, khuyến khích người khác giữ gìn. Còn các chú thuật khác, con không biết. 33. Đạo hạnh tu hành của con chưa đạt, thì không thể ban phát cho ai điều gì được. Chỉ những vị có đại thần lực, đại thần thông, nhiều đức độ, nhiều công năng mới trợ lực được cho những người tâm đang bất an hoặc bị các thế lực ở bên ngoài quấy nhiễu hoặc bị quỷ thần phá. Con thì chỉ có thể khuyên, cố gắng làm điều thiện, giữ giới luật, làm những điều tốt. Quỷ thần chọc phá thấy mình làm được những điều đó, họ sẽ bỏ, họ không hại nữa thì được an. Mình tự ban an cho mình. 34. Khi mình tu hành, tạo được phước, giới luật có, thiền định có, công đức có, thì tự nhiên nhiều vị sẽ đi theo hộ trì, giúp đỡ, còn khi mình làm điều ác, những vị đó họ bỏ đi, họ không ở với mình nữa. Đó sẽ là cơ hội cho những quỷ thần khác tới xâm chiếm, làm hại, quấy nhiễu đủ thứ, làm cho mình khổ đau. Thiện nghiệp càng tăng thì ác pháp càng bị đẩy lùi. 35. Pháp thì con chưa tu chứng nên con không nói pháp được. Con chỉ có thể chia sẻ, nếu có niềm tin ở Phật, Pháp, Tăng thì học thêm kinh sách, nghiên cứu thật kỹ càng, hữu duyên thì lên đường vào chùa tập học. Trong chùa có tông phái, mình cứ theo ý thức trong học tập, trong thực hành. Phải xác định được tu là để hết khổ, tu là để giải thoát. 36. Thân này, Phật nói là thân bất tịnh vô thường, nhưng trước khi con rời bỏ nó, con muốn tu học để đời có chút ý nghĩa và cũng chính là đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ con. Tuy tham sân si con chưa diệt đoạn, nhưng việc tu tập thì con đã quyết trí rồi, không quay về nữa duyên tới, công đức đủ, ba la mật đủ, sẽ giải thoát thôi. 37. Nguyên lý chung là lấy thiện để thắng ác. Thiện càng nhiều thì ác sẽ bị tiêu diệt. Nếu cảm thấy tu im lặng, tu không nói chuyện với ai, điều thiện sẽ được tăng lên, điều ác giảm đi, thì nên làm. Nhưng tu không bắt buộc tỉnh khẩu. 38. Khi con nói điều gì, cũng chỉ là trình bày hiểu biết và quan điểm của riêng con. Biết đến mức độ nào thì con nói đến mức độ đó, con không phê bình đúng sai và con luôn mong cho mọi người được hạnh phúc. 39. Con tu hành không vì danh vì lợi, không tu giả và cũng không lừa đảo ai. Con chỉ cầu giải thoát, con cũng biết nếu con được hạnh phúc thì mọi người chung quanh con mới được hạnh phúc, tất cả đều có nhân, có duyên. Con cũng mong anh và mọi người được hạnh phúc và vui vẻ. 40. Họ gọi con là thằng điên, thằng khùng, con cũng vẫn vui vẻ chẳng qua là vì họ chưa hiểu được con. Con có hiểu biết đầy đủ lời Phật dạy, thì con mới có thể thực tập tu hành. Con cũng thưa với anh, tất cả mọi điều trên đời, phải đủ duyên mới được. Tu phải an trú, phải hoan hỷ, phải thích thú mới tu được. Áp đặt thì không tu được. 41. Dẫu con đang tu hành đây, nhưng chưa chắc con đã được giải thoát trước anh. Tu hành liên quan đến tất cả việc học tập và ba la mật của mình qua nhiều đời. Ví dụ như đời này, anh bố thí, cúng dường, quảng bá Phật Pháp. Chết đi, anh tái sinh vào đời sau, lại bố thí, lại cúng dường, lại quảng bá Phật Pháp. Đủ phước, anh sẽ được giải thoát, có khi trước con. Mô Ni Hai, tu mà đi lệch đường, tu không đúng lời Phật dạy, tà kiến, ham danh ham lợi, vẫn rơi địa ngục như thường. Mô Ni Ba, có một điều như thế này, cuộc đời, theo như con biết, là một trò chơi thôi, và tất cả đều bình đẳng trong trò chơi đó. Ví dụ, con tu giả, con không tu hành thật, không tu theo giới luật, con cạo đầu, con khoác áo cà sa để cầu người ta bố thí. Người ta với lòng thanh khiết bố thí cho con một cái bánh mì, người ta được rất nhiều phước. Nhưng con ngay sau khi ăn cái bánh mì đó, lập tức con lao đầu xuống địa ngục liền. Việc nương tựa, xin anh cứ nói với mọi người, tìm về thiện, về giới luật, về Phật pháp mà nương tựa, đó chính là chỗ nương tựa chắc chắn nhất. Chớ còn những gì mà con nói chuyện cùng anh, chỉ là quan điểm cá nhân là tư kiến của con thôi. Bố ni lâm, cứ làm việc thiện, bố thí cho nhiều. Nhất là với những vị tu hành và người già, sống giữ giới thì anh sẽ nhận nhiều điều tốt đẹp. Làm được như vậy, chắc chắn anh sẽ không nhận quả khổ đâu. Còn về việc chia sẻ, trên mạng có rất nhiều kinh sách và các bậc thầy giảng Pháp, thuyết Pháp. Pháp phải tự mình học tập mới có. Bố ni sáu, con là Minh Tuệ. Con đang may là Isaac. Vài cũ bị bở rồi, chừng 5-7 tháng là vài bị mục, nhặt được vải, con thay. Vải này là vải người ta bỏ đi sau đám tang hoặc ngoài đường hoặc nhà may họ vứt đi. Con thấy còn bền, chắc còn tận dụng được thì con nhặt. Sau đó con giặt, phơi khô, cất trong túi. Khi nào con rảnh, con ngồi may y. May y là tập hạnh siêng năng, không vì y áo mà làm phiền người khác. Trừ những trường hợp đặc biệt, đột ngột quá thì mới xin. Bốn thứ bảy, mảnh nào bị mục, rớt xuống thì con lại đắp lên mảnh khác, Mỗi ngày, con may hai ba ô, chớ con không may liên tục. Thời gian, con dành phần nhiều cho việc tu hành của mình. Trong kinh dạy, người mất, họ theo nghiệp của họ, đi tái sanh rồi, không đòi lại đâu. Và lại, theo tâm lý mà nói, đồ mình đã bỏ đi mà người khác vẫn dùng lại được, thì sẽ rất hoan hỷ, hạnh phúc. Thức ăn cũng thế, khi mình đã đổ bỏ, nếu có một con thú tới ăn, mình cũng nghe vui. Trong mỗi chúng ta, đều đã sẵn lòng từ bi. Những người đi tái sanh ở cành giới khác hoặc thành chư thiên hay vị thần nào đó, mình không nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn nhìn thấy mình, thấy mình sử dụng đồ đã bỏ đi của họ, họ sẽ rất vui vẻ. Nếu có sợ, là sợ mình giặt không kỹ các miếng vải ấy, còn các vi khuẩn sẽ xâm nhập bệnh cho mình thôi. Một số bệnh có thể lây qua đường tiếp xúc, do đó trước khi sử dụng mình giặt sạch, phơi ở chỗ có ánh nắng mặt trời. 4 đi 8 Ngày xưa, con cũng có một cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng có lẽ, con có nghiệp tu hành nên con nhận ra cuộc sống hiện tại của con và cả những bạn bè của con nữa là những mệt mỏi cùng với những nỗi buồn khổ. Rồi con nghĩ tới việc tu hành. Con lên trang mạng, con tìm kinh sách con đọc. Con bắt đầu học Phật Pháp từ lúc ấy. Bộ kinh đầu tiên con học là kinh Nikaya. Con nói với con đây, chân lý đây rồi. Lời dạy này cao cả quá, mình phải theo học cho bằng được. Con đặt niềm tin vào đó và thấy mình hạnh phúc bốn đi chín khi con bắt đầu đi khất thực con theo lời Phật dạy thằng nghĩa địa thằng rừng thẳng núi con đi theo hạnh như thế giống cái băng nhưng con thấy con hạnh phúc con đạt được sự thoải mái không lo âu giờ đây con gặp cha mẹ con con cũng thấy cha mẹ con như bao người khác như con thấy anh đây cũng hệt như anh em ở nhà của con vậy đó tất cả đều bình đẳng nghĩa là con đã giảm được sự luyến lưu đối với họ năm mươi Ngày xưa Đức Thế Tôn với các vị Phật, bộ hành từ làng này sang làng khác, tỉnh này sang tỉnh khác, thành này sang thành khác, con không tự chế ra việc bộ hành này. Đức Thế Tôn bày như thế nào thì con tập học và thực hành theo như thế. Từ lúc ấy, con thấy mình an trú, thoải mái, con cũng không lo lắng, con tin vào nhân duyên, ngay cả khi có khó khăn, con vẫn thấy lòng con vui vẻ.